Vâng, Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh. Thì sáng nay là ngày mùng 8 tháng 3 năm 2024 năm Giáp Thìn quý cô chú anh chị. Sáng nay thì Duy Minh có mua một bọc trái cây khổng lồ luôn anh Lão Vàng ơi. Này của ai em? Qua quên nữa giới thiệu cho anh nè. Rồi đây. Đây là khô đặc sản miền Tây nha. Khô cá chèn với khô cá con cá gì bự bự dưới nó tròn bờ dưới rồi. Nấp. Đó. Để cái này thì để ở quê Duy Minh đem lên quý cô chú anh chị để ngày nay chiên cho mấy anh em ăn. Đó. Còn đây thì trái cây khổng lồ luôn, đố anh nhiêu? 200 300. 200 300 gì hả? Anh biết bao nhiêu ký không? 7 ký. Gì? Chẳng cái chồng ký á. Đây là một chiếc cây này là của chị Phan Cẳng ở là Cái Bè Tiền Giang quý cô chú anh chị. Chị là khi mà chị gửi cho Duy Minh á mua cúng trả lại chị á thì chị có một cái câu chuyện phải nói là rất là ý nghĩa. Chị nằm chìm bao rồi gặp chú và gian giá chú hết bệnh quý chú vậy nên hôm nay chị gửi Duy Minh là cúng cho lại ha. Ủa nó lên mặt đồ đẹp vậy mà mặc bao luôn vậy lên đồ luôn rồi này cái thăm Vũ Linh nè 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 sẽ ăn gì chưa chưa ăn hết cái thăm nghệ sĩ Vũ Linh đi bằng gì lên con đi xe đạp bộ đồ này ai tặng vậy thầy bữa đó tặng thầy bữa đó không có dám vô bữa nay để cứ một mình vô luôn thật sự ha. Rồi cảm ơn vậy là đồng hương với Hải ha. Ai Phan Cẳng hả? Phan vô Cẳng là Phan vô giò phải không? Phải Cẳng cái em Cẳng mới Cẳng Cẳng phải là Cẳng quá trời để lên mâm này luôn nha. Bây giờ mà có cần em hỗ trợ gì không? Bây giờ em muốn hỗ trợ gì em hỗ giờ trước khi em hỗ trợ anh thì em hát cho anh nghe bài nha. Bài gì? Cháu lên bà cho vô mong giao. Bà đang chuẩn bị cúng rồi hát cháu đi ba. Vậy hát bài gì vậy? Chuẩn bị cúng. Chuẩn bị cúng mình hát bài gì vậy? Sự đời này giống hai đứa mặc có cặp cái gì? Không phải là cặp. Tại vì nó có là có sự trùng hợp nhẹ vậy thôi chứ không quá có sự gọi là thỏa thuận hết á. Rồi anh xanh tiền chưa? Anh Ngọc xanh rồi đó. Dạ. Là quay nào là có đó rồi vậy? Đó. Anh chưa xanh à? Anh đi sao mấy tiếng mà. Sao mấy tiếng mặc lượt mà sao kỳ vậy? Mặc ra một lượt. Để nó chưa báo ra hả? Bỏ vô đây luôn rồi. Rồi vậy là ok, chưa có rồi. Anh Ngọc thì buổi trưa, ông thì sẽ chiều. Thì sao mấy tiếng lận? Sao có đâu, nó xét việc là 8 9 giờ tối rồi nó gửi hết à. Có của anh là tối nó 10 giờ mấy nó bước 2 nó mới gửi mà. Rồi 10 giờ gửi. Không xong rồi. Đại quân ơi. Cơm nha, có nguy cơ. Nguy cơ bị loãng xương. Có nguy cơ bị loãng. Phải em nói cái kênh mà kênh sạch là nó việc nhanh lắm. Còn cái kênh mà nó có dính díu tới người này người kia là nó xem rất là kỹ luôn. Mà phải mình giữ cái cây xuống đi. Giờ tới chưa biết đâu thông báo rồi. Mà Ngọc là giờ có quay là có tiền nha, cô này chú có. Rồi bây giờ là chúc mừng anh Ngọc lên về đích đầu tiên con. Anh Phương thì giờ đang lo lắng đi. Đang đầu cô chú anh chị ơi, đang bị buồn, buồn 5 phút. Còn cái mặt của anh này lúc này nè. Hết lấy khăn lau nước mắt nữa anh. Nữa hả? Đang bị buồn 5 phút rồi. Sáng vô trong. Thôi bây giờ để cho anh Ngọc hỗ trợ đi, mình vô lo một. Vô chọc Phương. Wow, sáng hôm nay rất là sâm tụ ha. Có cái anh này bữa là cái anh này là thường thường lụm dưa chai ở dưới nhà của chị mình con. Bà con cô bác khán giả đều cũng biết anh rất là nhiều nha. Anh rất là hiền và rất là dễ thương chứ không có phá phách gì chỗ ai hết. Ở khán giả ở ngoài đây cũng vô đông lắm đó. Khán giả ở Bình Phước. Xin chào cô chú anh chị Bình Phước Lập Ninh. Sáng thứ ba đông thiệt là đông luôn ha. Nói sáng sớm. Cơm chay, cơm sườn, trà đá, trà, chanh hay cũng được.
Bây giờ là anh Ngọc anh ra là bàn giao lại cho anh Ngọc. Được rồi. Cái cầu có thấy cái này là bà con người ta biết mình có giá du linh rồi. Chị Minh thì đang rửa trái cây rồi trên trái cây lên. Mầm trái cây này mà cúng xong rồi ăn 8 ngày chưa hết. Nhưng mà chị giá nó thì không có mắc. Có 200 mấy à. 265. Với cái kia thì hoa luôn là 35 nữa. Là nhiêu ta? 300. À vậy là 300 đúng luôn hả? Chị gửi em đúng 300 luôn á. Chị gửi em đúng 300 ngàn luôn. Thì là mình cũng hên ha. Quá trời luôn. Năm trái này này nó bao gì kỹ với người ta, bao lớp trong lớp ngoài nữa. Cái bà này bà mối, bà nói lâu quá sao không mua bả. Mình là phải rửa là quý vị dịch là mình nó phải cho sạch sạch tí mới nhìn nó mới ngon. Phun thấy sao không Phun? Chỉ thấy mâm trái cây này sao? Sao mà sao? Để em bơi. Vậy ông cầm nhang đi cho nó vướng. Anh cứ cầm nó bước bê là nó ngất á. À biết rồi. Ừ. Ồ, cái này quá đẹp luôn, chú ơi. Còn cái bình hoa đâu hả? Vừa qua như cấm nó bởi mạng là bởi mạng luôn hả? Chú. Đâu về đây? Cái này là cái giống như là... Để lên bên đây luôn quá. Để đây. Cái này, để thể thiếu. Cắt lên cái... Đây là cái món ăn tinh thần của anh em tại mộ. Sáng gọi anh chị về tí. Sáng có gọi không? Có, kêu mua dầu giùm. Em lấy cái chảo mà em chưa mua dầu. Vậy là bà gọi chứ em đâu có gọi đâu. Chưa mua dầu giùm. Tình xe không nghe. Có rồi, anh đem vô rồi đó. Đó, anh em lấy cái chảo vô. Đó, đậu dính. Má không á. Sao cái này kỳ ta. Rồi, chặt rồi. Rồi, lát bà con qua bên đây là wow, một cái. Cái dĩa anh vô, giờ quay vô kìa. Quá trời luôn, khủng bố. Như một cái hoa này nghe, quý vị hoa đây thì anh Ngọc anh đưa lên đây rồi. Anh bàn thờ chú luôn rồi. Giờ anh áo dặn này, ưu tiên anh khỏi lo mộ, anh làm caramel đi. Người ta lên YouTube mà cứ bắt làm caramel hoài. Năm môi vật, hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2024, năm Giáp Thìn, con tên 37 tuổi, có kênh YouTube Duy Minh Vlog, thắp nén hương trình với các vị ngài, thổ thần, thổ mộ, thổ địa, đất đai, dân trạch, thần hoàng, bổn cảnh, ông thần, hoàng pháp, nghệ trang qua Duy Minh Dương, cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú Du Linh, ông tinh thật giỏi trong ngoan, có hợp danh tâm giác sư ngày 10 tháng 12 năm 1958, họ mắc ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 đập năm Quý Mão hồng thọ 66 tuổi, sáng nay được sự trợ duyên của cô Phan Cẳng, chị Phan Cẳng ở cái bè Tiền Giang gửi cho mình cúng mâm trái cây với hoa. À, để trả lại cho chú thì được có một cái ước mơ ước nguyện được thành hiện thực thì chị gửi cho Duy Minh thầy cúng trả lại cho chú trước là mời chú về thọ thân sao cũng cầu nguyện cho chú giảng sanh về miền cực lạc. Duy Minh cũng không quên nguyện giới với mẹ Quan Âm nhân biến vật thực cho tất cả các hương linh ở trong nghĩa trang quê Bình Dương này về đây thọ thực tại ngôi mộ của nghệ sĩ ưu tú Du Linh ông giỏi trong ngoan. Nam mô A Di Đà Phật. Chào mọi người nhé. Dạ. Chị nhà nào cũng mình. Cảm ơn. Dạ anh Vũ Linh ơi, có dịp mình sẽ xuống. Thương lắm.
À, em chào chị luôn nha. Rồi. Chào cả nhà sức khỏe nha. Dạ rồi. Còn xe 16 chỗ luôn hả? Xe 16 chỗ. Rồi, em cảm ơn anh Phương nha. Chúc anh Phương bữa nay là mau được bật kiếm tiền luôn nha. Lên xanh luôn nha. Ủa anh Ngọc xanh hả? Xanh rồi. Xanh hả? Ồ mừng quá ha. Để em trao cho anh Minh cái này. Trao gì? Trao gì ghê vậy? Chỉnh chỉnh lại chút cho đẹp đẹp. Sáng con em phát hiện nên đưa em lên trao lại cho các bạn. Trời, từng dây. Gì hả? Ghê vậy? Tâm phát hiện hả? Ừ, Tâm phát hiện. Ờ bởi vậy con dây của con gái à. Con em gì mà cái lạ mà nó biết nó đưa lặn hết rồi. Ờ đó gì rồi ở gì ba chà kỳ quá không ba chà kỳ quá ha kêu, rồi kêu chị kia về nhà mình xong dũng về nhà rồi. Chơi nó nhà mình chẹt lắm cười quá cười à một lần nữa rồi hả cái cọng dây kia nó nhỏ hơn không phải là nhỏ hơn mà nó cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn nó lọc đúng rồi nó lọc mà. Nhưng mà mình không có cái áp của nó phải hỗ trợ áp ha đúng rồi nhưng mà chất lượng của âm thanh của nó là tốt hơn dây này dây này á là anh khi mà anh so sánh á nó lớn hơn nó khè đúng không nó lớn hơn nhưng mà sẽ nghe tiếng gió tiếng này tiếng kia còn nghe nó lọc luôn nó sẽ lọc lọc cái mà cái dây màu đen thì lọc luôn bởi vì nó mắc hơn chứ không phải nó rẻ hơn. Đó, một lần nữa thì Duy Minh cảm ơn chị Phan Cẩn ở Cái Bè Tiền Giang. Đó. Anh khi mà anh edit video á mà anh muốn tăng âm lên đó là nó cũng dối rồi. Phan Cẩn có cái Zalo đem Zalo của chị để hỗ trợ Duy Minh cũng buổi sáng này ha mua sao mà đúng 300 luôn tại không có can luôn đó mình mua mà không có can luôn quý cô chú anh chị. Mình lấy cứ lấy rồi căng đủ bọc cho em rồi xong cái xong cái gì mình mua hoa nữa đó mình đi mua hoa thì 35.000 ồ sao đủ băng luôn á quá êm như mình lau mộ cái ha quý cô chú anh chị chung là mấy anh em cũng dạ sao anh không anh mình cứ khán giả gửi cúng bình thường anh chứ không có mùng mấy hết tức là mà khán giả gửi cúng là mình cúng không cúng vào đặc biệt hết khi mình có cúng rồi dạ đúng rồi nhiều khi cúng khẩu là mùng tám mùng bảy mùng tám năm cúng hết dạ đây thì mấy anh em cũng lâu rồi quý anh chị mình cũng lâu có ké rồi thôi quý chú chị ơi với hợp tác thì ủa vậy là ngày nào cũng lâu hết mà làm hết luôn dạ đúng rồi cũng lâu lâu năm một á. Dạ. Cái này cũng lâu mộ. Cô chú gì mới sạch mới bóng rồi anh. Hello Nam. Thấy dắt chiều khoảng chừng 4 giờ cũng lâu nữa. Dạ. 4 chiều á. Còn 4 chiều còn phải tháo nữa. Nè. Nam mới lên hả? Bữa nay là chú có láng giềng luôn gàng nữa không quý cô chú chị hàng xóm. Anh lau mộ cậu nha em đi thắp hương á. Ok. Nói chung là sáng mấy anh em cũng lao đó rồi mình cũng lao. Còn mấy ngày nữa là Hồng Đoan đi hát Mỹ Phước 3-2 vậy. Đúng rồi, mai chị không lo gì anh. Về xong rồi mai chị không lo gì tại vì đúng ra là còn phát sinh đó. Nhưng mà tại vì chị còn số phát sinh nhưng mà gia đình chị nhớ quá. Chồng con rồi nhớ rồi bé Bôn khóc nữa bé Bôn khóc luôn quý cô chú anh chị à, bé Bôn khóc cái này là cái tiết lộ mặt nha quý cô chú anh chị khi mà bé Bôn khóc thì chắc không ai biết đâu quý cô chú anh chị nhưng mà chị Hồng Loan chỉ nhớ bé Bôn quá nha nhớ gia đình rồi nhớ chồng con rồi bé Bôn khóc luôn nhưng mà đây là có cái mặt á cho nên là mình mới biết nha chứ là bé Bôn khóc đâu có ai quay lên đâu biết tàn chú Tiểu à, hello anh Bình ha mới lên hả em lên là... ôi lên là chiều hôm qua bữa hôm trước anh có gửi tiền cho em của cô em
thấy rồi. Thấy, thấy hả? Em cứ vô clip anh em coi mà. Gì hả? Cứ gửi tiền cho mẹ em á. Của cô Hương á. Cảm ơn cô Hương. Cô Hương ở Thuận Đức. À, chú Tiểu nay lên rồi quý cô chị, khám cái vụ sao rồi? Bình thường ấy là có trúng tuyển không? Còn hai đợt khám nữa. À còn hai đợt nữa hả? À chú Tiểu còn hai đợt nữa quý cô chú anh chị. Bây giờ mình lau mộ cho ông Năm đi. Rồi lau mộ cho ông Năm đi. Đó. Anh cũng mới vừa lau rồi đó. À chú Tiểu đi gì dữ mấy bữa nay quý cô chú anh chị. À đi khám nghĩa vụ. Nghĩa vụ quân sự thì em la là còn còn khám hai đợt nữa mới biết kết quả của chúng chị. Ủa, chỉ là 18 tuổi đi lính thế này, đi lính nhiều quân sự. À, em không phải thầy, em em là YouTube Duy Minh. Thầy anh hỏi thầy, không phải thầy nha anh. Là kêu cái anh được rồi. À đúng rồi, kêu em được rồi, kêu Minh được rồi, kêu Minh được rồi, tại vì em nhỏ tuổi hơn anh á. Anh Minh. Ừ. Kêu tên đi, kêu Minh thôi. Em tổng thọ chết ạ. Anh lớn hơn rồi, anh thằng 4 đúng không? Rồi, thằng 4 rồi. Thằng 4 anh lớn hơn em mới ba mấy hả? À. À sáng nay à chắc là vợ chồng tí nó cũng cái đây quá. Chắc cô chắc vậy rồi. Mấy anh em ngày sáng nay lâu đông quá. À Duy Minh cũng giùm cho đó, như cô cho chị Phan Cẳng đó, chị có một cái tâm sự với Duy Minh mà nghe mà cũng chú rất là linh quý cô chú anh chị. Thì chú kể, chị kể ra cái câu chuyện nó dài lắm quý cô chú anh chị. Hôm trước là chị Liễu Phan cũng là hai lần khám bệnh, là bệnh ngặt nghèo luôn quý cô chú anh chị. Nhưng mà nguyện ăn chay đó, xong cái tháng hai tháng sau quý cô chú anh chị thì khám lại, thì chị khám rất là nhiều lần, 3-4 lần luôn nha, đó là ra kết quả bệnh luôn đó. Mà thì khám lại lần cuối, thì hai lần cuối là không có bệnh quý cô chú anh chị đó. Thì chị cũng phát tâm ha quý cô chú anh chị, chị Liễu cũng chị cũng nguyện cũng để là hỗ trợ những người dân nghèo, giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo mà khó khăn rồi đó quý cô chú anh chị. Nếu mà có cái duyên thì chị sẽ hỗ trợ và giúp. Thì Duy Minh cũng nguyện giá cho chị luôn, luôn cái nào cũng được mạnh giỏi khỏe khoắn. Và chồng của chị thì Duy Minh cũng nguyện giá, nhưng mà mình không có nguyện giá cái tên, tại vì cũng hơi nhạy cảm. Mình là không nguyện giá tên, mình nguyện giấy nhiều khi là những cái mà Duy Minh đọc giấy á thì thầm là Duy Minh tắt ngang đó quý cô chú chị, là Duy Minh không có đọc lớn lên đó, là mình do nhạy cảm mình không có nói cái tên của mình, của nhân vật đó ra, của khán giả. Còn một số khán giả biết tên của một số khán giả thì Duy Minh không ngại, nhưng mà một số thì Duy Minh giấy âm thầm. Thì trưa nay Duy Minh cũng đặt một cái mâm cơm dùm cho là cô Hương ha. Cô Hương hôm qua cũng một mâm rồi, hôm nay cũng lại cũng tiếp đó, và cũng mua tiếp khăn giấy quý anh chị đó, để cho mấy anh em lau mộ của chú đó. Một lần nữa Duy Minh rất là cảm ơn bà con cô bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Em có nghe cái câu chuyện mà bé Bun khóc nhớ mẹ không? Nhớ chị Hồng Loan quý anh chị. Cái đó em có coi rồi. Đó quý anh chị, những cái thông tin mà nhiều khi khán giả không thấy không biết. Nhưng mà mấy anh em mình, tại vì mấy anh em mình chia sẻ đây, nói chung là ít nhất rồi ở mẫu chú cũng phải theo dõi chị Hồng Loan đăng những cái gì, và những người thân hỏi thăm những người thân. Đó, để gia đình như thế nào. Quý anh chị, mình thứ nhất là mình hỏi thăm, cái thứ hai là mình cũng biết thông tin, mình cũng chia sẻ cho bà con luôn đó. Là bé Bun nhớ mẹ khóc. Rồi anh Hải cũng nhớ cô chú anh chị. Nói chung là ngày mai là cỡ là 7 giờ đó quý cô chú anh chị, là chị sẽ có mặt tại Việt Nam nghe quý cô chú anh chị. Một lần nữa thì Duy Minh thông báo cho bà con cô bác ha. Và cái thông tin này Duy Minh cũng xin
phép chia sẻ tí xíu về bé Bun nhớ mẹ khóc. Đây là thông tin là có sực có thật nghe với cô chú anh chị. Bà con cô bác xem video của Duy Minh, nhớ ủng hộ kênh Duy Minh và trang fanpage Duy Minh Vlog nha. Một lần nữa Duy Minh cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều, chúc cho bà con cô bác gần xa trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe, vạn sự bình an nè, rồi làm ăn thì phát tài đó, làm gì được nấy quý cô chú anh chị. Thì thôi, video đến đây thì Duy Minh cũng xin kết thúc ha. Xin chào bà con, và hẹn bà con là một cái video tiếp theo ha quý cô chú anh chị.